Bộ phim Việt Huyền Sử Vua Đinh rút khỏi rạp với doanh thu 42 triệu đồng. Sau 10 ngày công chiếu, Huyền Sử Vua Đinh của đạo diễn Anthony Võ rời khỏi rạp với doanh thu 42 triệu đồng, trở thành một trong những bộ phim có doanh thu thấp nhất trong lịch sử điện ảnh Việt. Trao đổi với Tiền Phong, đạo diễn Anthony Võ cho biết anh bình thản đối diện trước thực tế bộ phim Huyền Sử Vua Đinh rút khỏi rạp chiếu. Đây là tình huống mà ekip đã lường trước khi bộ phim không đạt doanh thu như kỳ vọng. Trước đó, đạo diễn anh Anthony Võ và ekip đã trao đổi với hệ thống rạp là chỉ chiếu trong vòng một tuần. Sau một tuần, nhà rạp có thể rút phim nếu doanh thu không đạt yêu cầu. Sau 10 ngày công chiếu, bộ phim Huyền Sử Vua Đinh chỉ đạt doanh thu 42 triệu đồng, theo số liệu từ Box Office Việt Nam, đơn vị kiểm toán doanh thu phòng vé độc lập, trở thành một trong những bộ phim có doanh thu thấp nhất trong lịch sử điện ảnh Việt. Đạo diễn Anthony Võ tâm sự, anh ghi nhận những ý kiến đóng góp của khán giả về bộ phim Huyền Sử Vua Đinh và cũng vui khi còn nhiều người quan tâm đến phim lịch sử quân sự. Tôi hy vọng trong thời gian tới có nhiều nhà đầu tư về kinh phí và công sức để cho ra những tác phẩm điện ảnh lịch sử quân sự hay cho Việt Nam, đạo diễn Anthony Võ nói. Sau thất bại của bộ phim Huyền Sử Vua Đinh, tôi rút ra kinh nghiệm đó là không nên tin tưởng vào bất cứ lời hứa hẹn của đơn vị nào khi đưa phim ra rạp, nam đạo diễn nhấn mạnh. Nói về những khó khăn khi làm bộ phim đề tài lịch sử, đạo diễn Anthony Võ cho biết trở ngại lớn nhất là kinh phí để biến những ý tưởng kịch bản thành tác phẩm điện ảnh. Bên cạnh đó, phim lịch sử là đề tài kén khán giả nên khó huy động kinh phí. Tôi luôn cố gắng tận dụng những gì mình đang có để xây dựng bộ phim tốt nhất có thể. Bên cạnh khó khăn về kinh phí, đề tài phim kén người xem là vấn đề giấy phép phát hành và kiểm duyệt. Phim phải chú ý từ tạo hình nhân vật, các cột mốc lịch sử cho tới từng lời thoại. Khó khăn nhất vẫn là làm thế nào có một bộ phim sử thi thuần Việt mà người xem không phải thốt lên như đang xem phim Trung Quốc. Huyền Sử Vua Đinh xoay quanh câu chuyện Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân, vốn là một trong những sự kiện quan trọng trong lịch sử nước nhà. Tuy nhiên, ekip có nước đi khá táo bạo khi chọn khai thác yếu tố huyền sử. Bộ phim ra rạp ngày 18 tháng 11 nhưng nhanh chóng gây thất vọng vì có nội dung đơn giản, chất lượng sản xuất kém. Là phim khai thác yếu tố lịch sử, lại kể về một trận chiến quan trọng, nhưng Huyền Sử Vua Đinh không được đầu tư mạnh về mảng hành động. Tác phẩm cũng gây thất vọng lớn về phần trang phục, hóa trang. Các diễn viên gắn râu giả trông gượng gạo, giống kịch sân khấu. Phần phục trang đơn giản, thiếu sự nghiên cứu và đầu tư. Bình khí trong phim không hề đồng bộ, đôi lúc trông khá lạc quẻ. Chưa kể, một số diễn viên quần chúng còn nhuộm tóc, cắt tỉa theo phong cách hiện đại nhưng lại vào vai binh sĩ thời xưa. Tất cả khiến phim bị khán giả quê nhà hắt hủi. Nhiều ý kiến đánh giá chất lượng tác phẩm ở mức dưới trung bình, chỉ thích hợp để làm web drama, phim chiếu mạng hơn là phim điện ảnh chiếu rạp.